Xin chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi Chuyện trong ngày của Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC. Thưa quý vị, theo quy định, người có thẻ bảo hiểm y tế khi tới các cơ sở y tế thăm khám điều trị sẽ được cung cấp miễn phí các loại thuốc, vật tư y tế có trong danh mục bảo hiểm. Thế nhưng nhiều năm trở lại đây, quyền lợi này của người dân không còn được đáp ứng một cách đầy đủ khi mà họ phải tự bỏ tiền túi để mua thuốc, vật tư ở ngoài do các cơ sở y tế thiếu thuốc. Thực trạng này đang gây ra nhiều khó khăn, thiệt thòi cho người tham gia bảo hiểm y tế. Bà Phạm Thị Nhung được đưa đến trạm y tế xã Xuân Thành, huyện Nghi Xuân để xử lý vết thương ở chân. Tại đây, bà Nhung được khử trùng vết thương và khâu 5 mũi. Dù có bảo hiểm y tế, nhưng bà vẫn phải chi trả số tiền 170.000 đồng tiền vật tư y tế như kim chỉ khâu, băng gạc và thuốc do trạm y tế không có. 170.000 vì nông thôn là cũng khó khăn lắm, rất khó khăn. Nhưng mà với điều kiện là phục vụ nhu cầu của bảo hiểm là không có chi trả, nhưng phải mua ngoài phải chi trả 170.000 là thiệt thòi, rất thiệt thòi. Đang điều trị tại khoa nội Bệnh viện Đa khoa huyện Hương Khê do rối loạn tuần hoàn não. Dù có thẻ bảo hiểm y tế nhưng chị Trần Thị Nga phải bỏ ra số tiền hơn 1,5 triệu đồng để mua thuốc cerebrolysin, venocity, paracetamol và bơm tiêm, dây chuyền theo đơn bác sĩ kê. Em nộp bảo hiểm thì muốn để đi viện, nhưng mà đi viện thì thuốc cung cấp không đầy đủ, đa số phải mua ngoài. Mua ngoài thì một đơn rất là nhiều tiền, một đơn 1 triệu mấy 2 triệu. Và đối với kinh tế thì khó khăn, nhà em vẫn không có thì cũng phải lo liều man. Mấy năm gần đây, do gặp khó khăn trong công tác đấu thầu, nhà cung ứng gián đoạn nên tại Hà Tĩnh có rất nhiều cơ sở y tế rơi vào cảnh thiếu thuốc và vật tư y tế, chủ yếu là paracetamol tiêm truyền, albumin, primoset, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, tiền chất như diazepam, ketamin, ephedrine và dược liệu, vị thuốc cổ truyền và một số chế phẩm. Điều đó đồng nghĩa với việc bệnh nhân muốn đủ thuốc điều trị thì phải mua ngoài và họ không được hoàn tiền. Bỏ tiền nó mua bảo hiểm mà rồi bảo hiểm cũng cung cấp thuốc cho đầy đủ thì cũng cảm thấy công bằng. Chứ mỗi khi là bệnh nặng quá thì cũng phải mua, rồi chấp nhận cũng phải tốn kém đó. Để thực hiện cái việc mà đáp ứng yêu cầu thuốc cho người bệnh cũng như là cái việc mà đấu thầu mua sắm thì đề nghị là các bộ y tế cũng như các ban ngành cấp trên là phải cơ chế thoáng trong việc đấu thầu mua sắm, tránh trường hợp là có những thuốc là trong cái việc khi nhà thầu họ không đấu thầu thì cái việc mua sắm đấu thầu là một quá trình kéo dài, chứ không phải là làm ngày một ngày đối xong được. Thành để là dẫn đến trường hợp là khi mà bệnh nhân điều trị cấp cứu thì bệnh nhân điều trị thì là phải cần ngay trong vấn đề này. Khan hiếm thuốc, thiết bị y tế do bất cập về đấu thầu thuốc và thiết bị y tế đang là thực tế diễn ra ở nhiều bệnh viện. Người bệnh thì cần thuốc để điều trị và tất nhiên nếu bệnh viện không có thuốc thì họ phải chấp nhận đi mua bên ngoài để chữa bệnh và rất tốn kém. Trước những bất cập về việc người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế nhưng khi đi khám chữa bệnh vào thời điểm các bệnh viện thiếu một số loại thuốc, thiết bị, vật tư trong danh mục do không đấu thầu mua sắm được và họ đã phải tự bỏ tiền túi ra để mua thuốc mà đáng lẽ sẽ được thanh toán từ bảo hiểm y tế. Mới đây, Bộ Y tế đã ban hành thông tư số 22 quy định về thanh toán trực tiếp chi phí thuốc thiết bị y tế thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế khi đi khám bệnh chữa bệnh. Theo Bộ Y tế, việc ban hành thông tư này đảm bảo quyền lợi cho người tham gia bảo hiểm y tế và cũng nâng cao vai trò trách nhiệm của bệnh viện trong việc đấu thầu, mua sắm thuốc và thiết bị y tế. Thông tư 22 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2025. Trong trường hợp người bệnh khi đi khám chữa, điều trị, phải mua thuốc ở bên ngoài bệnh viện vì bệnh viện không có thuốc hoặc không có thuốc thay thế, thì sẽ được bảo hiểm y tế thanh toán. Thông tư cũng quy định rõ danh mục thuốc, vật tư được thanh toán phải nằm trong danh mục của bảo hiểm y tế. Và đây là những loại thuốc hiếm và thiết bị y tế không thể thay thế. Dự kiến có khoảng 1.000 loại thuốc nằm trong danh mục này. Cái kê đơn phải theo đúng quy định của pháp luật về kê đơn thuốc và chỉ được kê đơn những cái thuốc mà đã được trong cái danh mục thuốc bảo hiểm y tế chi trả và trong cái danh mục thuốc đã mua sắm đấu thầu của bệnh viện mà nó hết rồi. Trong khi đó những cái thủ tục đấu thầu tiếp theo thì chưa thể
có được ngay thuốc để điều trị cho người bệnh. Cho nên cơ sở khám bệnh chữa bệnh sẽ phải tổ chức triển khai tại bệnh viện, phải phổ biến quán triệt cho người hành nghề trong cơ sở biết được những cái thuốc nào thiếu và kê những cái đơn thuốc trong danh mục phạm vi chi trả của bảo hiểm y tế và trong cái danh mục phạm vi chuyên môn của bệnh viện, chứ không được vượt ra ngoài cái phạm vi chi trả của bảo hiểm cũng như phạm vi chuyên môn, để bảo đảm sau này người bệnh mua đúng cái thuốc đấy thì phải được thanh toán. Theo vụ bảo hiểm y tế, khi thông tư 22 có hiệu lực, thay vì người bệnh phải trực tiếp thanh toán với cơ quan bảo hiểm xã hội, thì các cơ sở y tế sẽ có trách nhiệm thanh toán cho bệnh nhân trước và làm thủ tục lại với cơ quan bảo hiểm xã hội sau để giảm thủ tục phiền hà cho bệnh nhân. Ngành y tế cho biết, việc thanh toán trực tiếp không phải là giải pháp khuyến khích, mà chỉ áp dụng linh hoạt trong những trường hợp bất khả kháng, các bệnh viện không đấu thầu mua sắm được. Vì vậy, điều kiện áp dụng thông tư rất chặt chẽ và cần xem xét cụ thể trường hợp nào, điều kiện nào được áp dụng thông tư này để kê đơn thuốc cho người bệnh ra mua ngoài. Người bệnh sẽ không phải thanh toán trực tiếp với cơ quan bảo hiểm xã hội nữa, mà cơ sở khám bệnh chữa bệnh sẽ thực hiện cái thủ tục thanh toán này với cơ quan bảo hiểm xã hội theo cái giá mà đang được cơ quan thanh toán cho bệnh viện. Và như thế thì giải quyết được cả câu chuyện là cái phạm vi quyền lợi của người bệnh là được thanh toán toàn bộ theo các cái phạm vi quyền lợi hiện hành. Cái thứ hai nữa là người bệnh không phải đi thực hiện các cái thủ tục. Thì hồ sơ thanh toán theo thông tự, theo nghị định 146 cũng rất là thuận tiện cho người bệnh. Chỉ bao gồm là cái hóa đơn hợp pháp của người bệnh, thế rồi là các cái giấy tờ mà bệnh viện đã chẩn đoán và kê đơn điều trị cho người bệnh, thì khi đó cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ có trách nhiệm giám định và trong thời hạn 40 ngày thì sẽ thanh toán cho người bệnh. Cũng theo Bộ Y tế, việc thanh toán trực tiếp chi phí thuốc cho người bệnh chỉ là giải pháp tình thế chứ không được khuyến khích, vì đa phần các loại thuốc thiếu tại bệnh viện không thuộc danh mục thuốc hiếm. Theo thống kê của Cục Quản lý Khám chữa bệnh, hiện tỷ lệ thiếu thuốc vẫn chiếm khoảng 20% tại các cơ sở y tế. Cái thông tư 22 cũng không thể giải quyết được hết tất cả các nhu cầu thiếu. Tôi lấy ví dụ về thuốc cho người bệnh. Vì đối với cái nhu cầu và đối với cái thực trạng thiếu thuốc hiện nay ở tại các cơ sở khám bệnh chữa bệnh, thì ngoài những cái danh mục thuốc hiếm ra, thì các cái thuốc thông thường do các cái cơ chế khác nhau, do các cái nguyên nhân chủ quan khách quan khác nhau mà những cái thuốc này vẫn đang thiếu. Bộ Y tế cũng cho biết thông tư này chỉ để giải quyết tình huống, phần nào đó đảm bảo quyền lợi của người bệnh tham gia bảo hiểm y tế, bù đắp một phần chi phí người bệnh tự bỏ ra. Vì thế, người bệnh có thể phải chịu thiệt khi có sự chênh lệch về giá thuốc bán tại cơ sở bán lẻ và giá thuốc do cơ quan bảo hiểm xã hội thanh toán. Do đó, bộ này cũng nhấn mạnh trách nhiệm cung ứng thuốc, thiết bị y tế là của cơ sở y tế và phải bằng mọi cách cố gắng hết sức để mua sắm cho người bệnh. Khi không được nữa thì mới áp dụng thông tư để bảo đảm tối đa quyền lợi của bệnh nhân. Chiều nay khi Quốc hội thảo luận về dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật bảo hiểm y tế, một trong những nội dung được nhiều đại biểu Quốc hội quan tâm là tình trạng thiếu thuốc, thiết bị y tế trong khám chữa bệnh bảo hiểm y tế thời gian vừa qua. Đáng chú ý, có đại biểu đề xuất để đảm bảo công bằng cho người bệnh có bảo hiểm y tế phải mua thuốc, vật tư bên ngoài thì bệnh viện phải hoàn tiền ngay. Năm 2022, có tới 40% bệnh nhân phải mua thuốc và vật tư y tế bên ngoài khi khám chữa bệnh ở cơ sở y tế tuyến huyện. Năm 2023, có tới 60% người bệnh thuộc khu vực nông thôn gặp khó khăn trong bồi hoàn chi phí bảo hiểm xã hội do khoảng cách xa và kéo dài. Dẫn dắt con số này trước nghị trường, có đại biểu đã đưa ra kiến nghị cụ thể nhằm đảm bảo công bằng, minh bạch cho người dân. Trong tình hình hiện tại, tình trạng thiếu hụt thuốc và vật tư y tế khiến nhiều bệnh nhân bảo hiểm y tế phải tự mua, ảnh hưởng đến quyền lợi và tài chính cá nhân. Đề xuất bổ sung vào Điều 43 Luật Bảo hiểm y tế quy định, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phải chịu trách nhiệm đảm bảo đầy đủ thuốc và vật tư y tế cần thiết cho người bệnh bảo hiểm y tế. Đồng thời, nếu người bệnh phải mua ngoài, cơ sở y tế có trách nhiệm hoàn trả chi phí trước khi bệnh nhân xuất viện, như một số đại biểu đã nêu. Quy định này giúp bệnh nhân bảo hiểm y tế được đảm bảo quyền lợi ngay tại cơ sở y tế, giảm thủ tục hành chính không cần thiết và rút ngắn thời gian xử lý chi phí. Tôi đề nghị cơ quan soạn thảo cần nghiên cứu bổ sung thêm một khoản quy định nội dung thanh toán cho bệnh nhân bảo hiểm y tế phải mua thuốc và vật tư y tế bên ngoài khi cơ sở khám bệnh, chữa bệnh không có thuốc và vật tư y tế tại Điều 31 này, để đảm bảo quyền lợi hợp pháp của người dân khi đi khám chữa bệnh theo chế độ bảo hiểm y tế.
đi lại. Cho rằng cần có những quy định cụ thể để đảm bảo quyền lợi cho người bệnh khi sử dụng thẻ bảo hiểm y tế. Tuy nhiên, chia sẻ với phóng viên bên hành lang Quốc hội, đại biểu Nguyễn Thị Xỉu, đoàn Thừa Thiên Huế lại lo ngại về chất lượng thuốc mà người dân tự mua ở bên ngoài. Hoặc có thể là kéo dài được. Như tôi nói là ngoài thị trường thuốc thì sẽ không thiếu, nhưng mà sẽ vẫn có cái nguy cơ là mua phải cái thuốc không an toàn, không đảm bảo chất lượng. Đấy, thì điều đó thì ai sẽ là người chịu trách nhiệm? Để đấy cũng là cái vấn đề cần phải phân tích. Thứ hai nữa là một điều tôi thắc mắc rằng nếu mà ở ngoài thị trường những cái danh mục thuốc được kê theo đơn đối với bệnh nhân cần phải điều trị theo cái đơn thuốc đó. Đấy, ngoài thị trường có, nhưng tại sao trong cái cơ sở khám chữa bệnh lại thiếu? Thì trong trường hợp này thì cần có cái sự can thiệp, cái sự điều tiết của nhà nước, của chính phủ, và cũng phải có cái sự giám sát của cơ quan chuyên môn là ngành y tế. Nữ đại biểu đoàn Thừa Thiên Huế còn cho rằng vấn đề cốt lõi là phải bổ sung các quy định, sửa đổi luật bảo hiểm y tế đồng bộ với các luật liên quan khác, như luật bảo hiểm y tế, luật dược, nhằm thay đổi chất lượng dịch vụ y tế hiện nay. Hoặc có thể là kéo dài được về luật bảo hiểm y tế đợt này, và kết hợp đó thì sẽ tiến hành sửa đổi bổ sung luật bảo hiểm xã hội nữa. Đấy, và kể cả cái luật dược nữa thì quy định thật sự là đồng nhất, giá soát đối chiếu thật sự là kỹ lưỡng về những cái nội dung quy định tương đồng, đó là về thuốc. Luật dược cũng sẽ có quy định về thuốc, được cách thức tổ chức đấu thầu thuốc, lựa chọn thuốc, cung ứng thuốc cho người bệnh. Sau khi nghe các ý kiến đóng góp trước nghị trường Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cũng đã tiếp thu và cam kết sẽ có những điều chỉnh trong dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật bảo hiểm y tế trước khi Quốc hội chính thức thông qua. Chúng tôi cũng đã được báo cáo nhiều lần liên quan tới đấu thầu thuốc rồi mua sắm vân vân cũng đã được điều chỉnh. Và trong dự án luật lần này bổ sung thêm một cái việc điều chuyển thuốc giữa các bệnh viện, cũng như thông tư 22 của Bộ Y tế về vấn đề khi mà người bệnh thực hiện tất cả các cái quy định mà không đảm bảo thuốc được thì có cái quy định được thanh toán. Chúng tôi cũng xin tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về vấn đề cái việc mà thanh toán thì sẽ do cơ sở khám chữa bệnh triển khai thực hiện phối hợp cùng với cơ quan bảo hiểm xã hội Việt Nam để tránh cái phiền hà cho người bệnh khi phải làm cái việc thanh toán trực tiếp. Đã có 67 ý kiến đóng góp vào dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật bảo hiểm y tế lần này. Trong đó nhiều ý kiến đã cho thấy đây là vấn đề quan trọng được người dân đặc biệt quan tâm. Bên cạnh những giải pháp tạo công bằng và minh bạch cho người sử dụng bảo hiểm y tế, nhiều ý kiến đại biểu cũng cho thấy việc nâng cao chất lượng khám chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế của các bệnh viện cũng là vấn đề rất đáng quan tâm. Và đến đây, chuyện trong ngày của chúng tôi cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi.